lượng like người dùng chán nản để câu like trên facebook không ít người dùng đã đăng tải những nội dung giật gân lôi cuốn thậm chí là những tin tức giả mạo và không chính xác để ngăn chặn tình trạng này facebook đã bắt đầu thử nghiệm tính năng ẩn đi số lượng like cũng như bày tỏ cảm xúc đối với các bài viết và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của mình tính năng mới của facebook sẽ được thử nghiệm đầu tiên tại úc để xem phản ứng của người dùng trước khi mạng xã hội này có quyết định áp dụng rộng rãi ra toàn cầu hay không giờ đây Người dùng tại Úc sẽ không còn thấy được bao nhiêu người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết của mình, mà chỉ thấy được những người nào đã nhấn nút để bày tỏ cảm xúc trên bài viết. Trước đó, Instagram, mạng xã hội cũng thuộc sở hữu của Facebook, đã bắt đầu thử nghiệm tính năng ẩn đi số người nhấn like trên các bài viết tại 7 quốc gia, bao gồm Canada, Brazil, Úc, New Zealand, Ý, Ireland và Nhật Bản. Có vẻ như kết quả thử nghiệm đã đạt được hiệu quả và đánh giá tốt từ phía người dùng nên facebook cân nhắc đến việc thử nghiệm điều tương tự trên chính mạng xã hội của mình tính năng like và bày tỏ cảm xúc trên các bài viết là một tính năng đặc trưng trong suốt một thập kỷ qua của facebook tuy nhiên nhiều người dùng phàn nàn rằng tính năng khiến họ cảm thấy trở nên tồi tệ thậm chí được coi như một liều thuốc gây nghiện khi nhiều người luôn tìm cách để có được số lượt nhấn like và bày tỏ cảm xúc nhiều nhất trên các bài viết của mình dù vậy động thái ẩn đi số lượng like trên instagram và mới đây là thử nghiệm trên chính facebook cũng đã chịu sự chỉ trích của không ít người dùng đặc biệt là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội